đây là hàng bánh ngọt đầu tiên tại Hà Nội. Thông tin này thì tôi không dám khẳng định. Thế nhưng mà nhìn cái quầy bánh này đi, rất giản dị và nhuốm màu thời gian phải không ạ? Đây chính xác là một điểm dừng chân trên phố bắt buộc phải ghé qua khi mà các bạn đi tận hưởng mùa thu Hà Nội vậy. Tất cả những cái chiếc bánh đang nằm ở trong tủ này, nếu mà chúng nó biết nói thì từ đầu tiên mà chúng nó sẽ thốt vào mặt tôi sẽ là hai từ: chất lượng. Tát trứng này, đẫm phô mai ở bên trong thưa quý vị. Bánh bông lan cuộn kem. Hồi bé thi thoảng lắm mới được mẹ cho tiền chạy ra đầu ngõ mua một khoanh về. Mấy anh em ngồi sắn từng miếng ra ăn. Ui, giờ mới được ăn lại, phải công nhận là kỷ niệm nó đúng là memory. Và tôi thích nhất là cái bánh nướng nho khô này. Mẹ gọi một cái là cô sẽ nướng lại bằng lò vi sóng cho các ông. Nên là cái lớp vỏ bên ngoài nó giòn, nhân bên trong ấy, nó ngon lắm. Tôi không biết phải miêu tả như nào cả, nên đừng bắt tôi miêu tả. Chỉ biết là nó ngon thôi. Bánh ở đây thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với tất cả những cái bánh mà trước đây các bạn từng ăn. Chưa hết mà các ông ăn bánh rồi là các ông phải ăn kèm với cả sữa chua và sữa tươi nữa. Bỏ qua cái cốc sữa chua này đi, mặc dù là nó cực kỳ bổ dưỡng và chất lượng đấy, nó đặc đến cái mức độ mà dốc ngược xuống không rơi. Thế nhưng mà từ cái khoảnh khắc tôi uống một hớp sữa tươi ở đây vào rồi thì trong đầu tôi đúng là chỉ còn sữa tươi thôi. Tại sao nó lại ngon thế nhỉ? Hỏi cô thì cô bảo là sữa nhà cô được đặt hàng trực tiếp tại trang trại, sữa về một phát là phải chia ra từng chai như thế này để bán cho khách này. Nó có cả ít váng sữa ở bên trong thưa quý vị. Uống hớp nào là thấy nó béo, mẹ nó thơm, nó nguyên chất hớp đấy. Tôi thích ngọt là cho thêm ít đường vào nữa uống thì thôi, đúng là tan tành cuộc đời luôn. May là tôi không ở trên phố ấy, chứ không niệm sáng nào tôi cũng phải vác mặt ra đây ăn sáng mất. Đúng là những cái thứ lâu đời đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại thì chứng tỏ là nó phải chất lượng kinh khủng lắm đấy.